Theo báo cáo của huyện Thanh Oai, tất cả 21 trên 21 xã thị trấn trên địa bàn đều đã có bệnh nhân sốt xuất huyết. Toàn huyện đã ghi nhận 649 ca sốt xuất huyết, 58 ổ dịch và hiện vẫn còn 162 bệnh nhân đang phải điều trị. 17 trong 58 ổ dịch vẫn đang hoạt động. Sau khi kiểm tra thực tế tại địa bàn điểm nóng của dịch sốt xuất huyết, cho thấy mặc dù công tác phòng chống dịch đã đạt được kết quả bước đầu, nhưng nguy cơ bùng phát vẫn còn rất cao. Dự báo dịch bệnh sẽ còn tiếp tục phát triển trong tháng 9, tháng 10 và khả năng kéo dài đến tháng 12. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc yêu cầu tiếp tục huy động hệ thống chính trị vào cuộc, tập trung quyết liệt, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng lực lượng, đặc biệt là các tổ chức đoàn thể, nêu cao vai trò trách nhiệm của các cấp lãnh đạo, quan tâm chỉ đạo, triển khai các hoạt động dập dịch, tăng cường kiểm tra, xem xét trách nhiệm đối với lãnh đạo quận huyện nếu để dịch tiếp tục phát triển. Ngoài ra, phải sử dụng hiệu quả trang thiết bị, hóa chất phục vụ phòng chống dịch, không để thiếu nhưng cũng tránh lãng phí, điều tiết nhân lực tập trung cho những khu vực trọng điểm sốt xuất huyết như huyện Thanh Oai và 12 khu vực báo động đỏ trên địa bàn thành phố Hà Nội để dập tắt dịch sốt xuất huyết trong thời gian sớm nhất.